Cái bà cụ tay to, mấy bà già chết queo bà còn sống. Cái tay to vậy nó mà da bọc xương, bây giờ cái lưng bà nó lỡ lỗ lỗ vậy nè. Con gái dâm đó, cái lưng lỡ lỗ lỗ vậy nè, bữa đó vô nhà Đức thấy. Lật cái lưng ngang nhìn Đức thấy lỗ 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 vậy nè quý vị. Vậy mà nằm vậy. Thấy không? Nên quý vị ơi, có người á, cái thọ mạng chưa hết, sống không được chết không yên, khi mà mình mang cái nghiệp quả sát sanh hại vật nó hành mình cho ra bả luôn. Như bà cụ tay to, lưng bữa nay nó lỡ lỗ vậy nè, nằm lâu lỡ lỡ tay bữa nay nó xì ra nước cho nó chất nhờn nó chảy ra, nó xẹp lại da như cái da con gì khủng long gì. Bữa đó những đức có làm công đoạn ký sự cho bị coi á, cụ là ký sự nhiều nhất ở trong chùa, người già người bệnh những thứ thấy đa dạng bệnh tình. Nên trong cái cõi đời này thật sự mà nói, nếu mà chúng ta mà hiểu rồi chúng ta tập tu liền, tại vì ai cũng sẽ không tránh khỏi cái chuyện già bệnh đó quý vị ơi, rồi chết. Giống hôm qua mà cô Liên Thành hả, Diệu Thành Nhật á, bà cũng bệnh mà tối mà thở không nổi, đứa nhỏ bu xung quanh, bà nói tao thở hết nổi rồi. Nhật rồi tối thở không nổi la sùm, đau quá A-di-đà Phật vậy đó. Nhật á gần chết rồi, hồi sáng hôm qua đưa nó vô phòng mô niệm mà, hồi sáng này bà đỡ đỡ đưa nó về lại đó. Nhật á gần chết vậy. Thấy con người vô thường quý vị ơi, khi sống nay chết mai, từ đây tới chủ nhật không biết bà còn không, vô thường lắm quý vị. Quý vị thường ngày quý vị thấy không, nhảy đầu này bay đầu kia, lộn mèo đầu nọ. Tính đợt này là chủ nhật là cho bà đứng ở đây để mà sắp chúng, mà không biết từ đây tới chủ nhật còn cơ hội đứng không. Nói vậy thấy không, rõ ràng hồi tối đưa vô phòng mô niệm mà mấy đứa nói hồi tối con nhật thở không nổi, hai đứa nhỏ chạy lên gõ cửa lúc 10 giờ, gõ cửa như đi hỏi thầy, thầy bây giờ cô Nhật cô thở không nổi thì sao thầy, nó thì đưa vô phòng hộ niệm đi con, dịu tính nhỏ bự con giác bà chạy quá trời chạy luôn. À mà Nhật thì viên Nhật quá nhỏ con, mà từ khi gì đó đổi pháp danh bà lợi là Diệu Thành tới giờ là bà tính tính khí bà nó nhẹ lắm. Diệu Thành Đức nói bà phải dịu cái tâm bà lại thì bà mới thành đạt sự nghiệp tu hành, đặt bà là Diệu Thành chứ không có viên Nhật nữa, thấy không, chữ Nhật bà thấy buồn phiền quá, thấy không, nên từ nơi đó đặt bà chữ Thành thì thấy bà vậy đó. Nhưng mà bệnh đau trong người cũng nhiều lắm, có mấy người lính nó cũng lớn, mỗi lần mà bệnh đau gì thì nắm chân bà nó kéo, tại bà nhỏ con nó kéo bà đi vậy. Nó hôm qua bà quá mệt, nó ẩm nó chạy, nó đem qua bên phòng hộ niệm bà. Hộ niệm thì sáng mai á bà phải khỏe bà xin đi về bên kia bà nằm lại, mà thấy cũng ngồi được rồi mà không biết còn đi được chưa. Thì thấy không, mới thấy đó, mới thấy thứ bảy đây bà sẹt sẹt bà đi phát đồ, đứng cầm micro sắp xếp kịch liệt đúng không, thứ bảy á, mà mới đây thôi mà hộ niệm bà viên Nhật rồi đó. Nó thấy kinh chưa, viên Nhật thì nhiều người biết á, nghe nói hộ niệm viên Nhật ai cũng kinh ngạc. Thì lao sẵn cái quan tài nho nhỏ cho bà, thì bà nhỏ con quý vị. Nên những đức cũng
Những đức cũng có cái quan tài ghi tên sẵn hết trơn. Cái nào của mình là mình ghi tên à. Thì mình nằm cái đó rồi thì mình ghi tên lại luôn nè. Để quan tài của Hồ Văn Hiền Thích Nhẫn Đức, để sẵn cái tên trong quan tài quý vị. Thì sau này mình đi bất tử nằm luôn cái quan tài đó, tại nó có duyên mình nó nằm rồi quý vị. Tại vì cuộc đời vô thường mà, sanh già bệnh chết ai cũng trải qua. Nên chúng ta mỗi người nhắc mình vô thường bất chợt đến. Để làm chi? Nhắc mình vô thường bất chợt đến thì bất cứ lúc nào mình cũng gặp sự cố gì mình không có hụt hẳn. Mình không có nói rằng mình còn chuyện gì mình chưa có xong, mà bất cứ lúc nào đến với mình là xong. Mình niệm Phật để mình cầu sanh cực lạc, vì đây là cái nguyện của mình rồi. Bản thân mình phải gầy dựng cái tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên nhiều đứa nhỏ nhỏ trẻ trẻ nó nghĩ rằng chưa chết đó, 23 tuổi đó con, 23 tuổi chết đó. Nhưng mà nếu cái thằng này mà nó trong chùa nó ăn chay niệm Phật nó tu nghe, chưa chắc 23 tuổi nó chết không? Chưa chắc. Thì khi nó ăn chay niệm Phật, phước nó báo nó tăng lên. Nó không có làm cho cha mẹ buồn phiền mà cha mẹ vui lòng thì phước báo nó tăng lên. Thì phước báo tăng lên, tuổi thọ nó kéo dài ra quý vị ơi. Nên đây là một cái thông điệp tôi gửi đến cho tất cả những người trẻ tuổi. Lấy tiền bạc của cha mẹ xài phí, làm cho cha mẹ buồn lòng lo âu, đi chơi đêm hôm không về cha mẹ bận tâm, ăn không ngon ngủ không yên gì mình. Rồi bị chờ xem phước báo bị hết mau lắm. Trong kinh Phật nói rằng phước báo lớn nhất là hiếu với cha mẹ, mà tội lỗi cũng lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ. Nên làm cho cha mẹ buồn lòng thì chúng ta tổn phước nhanh dữ lắm. Mà làm cho cha mẹ buồn lòng ngay cái chỗ là mình không lo tu nhân tích đức, mà mình đi ăn chơi tạo nghiệp trước cha mẹ buồn lòng, đây mới là tội. Còn mình tu nhân tích đức mà cha mẹ không hiểu, chuyện này không có tội. Thì mình tu nhân tích đức mà cha mẹ không hiểu, ví dụ như mình phát tâm mình đi tu làm gì mà cha mẹ mà buồn mà mình tội, tại cha mẹ không hiểu. Cha mẹ tội nghiệp mình chứ làm gì có tội. Nhưng mà mình ở nhà mình ăn xài tiền bạc của cha mẹ, làm cha mẹ buồn lòng, đi chơi đêm hôm quýnh lộn quýnh lạo cha mẹ lo âu, đây mới là tội lỗi. Nên phước khi hết, phước nó giảm rồi là thọ mạng nó đến, nó chết liền, bệnh đau mổ te tu tả tơi, thấy chưa, chết mà còn không yên, mà thân thể đau đớn vậy. Nên những đức nói gia đình cầu mong cho được siêu thoát trong 49 ngày cũng là mừng rồi, chứ không có dám nói đến cái chuyện giảng sanh cực lạc. Tại cái người niệm Phật giảng sanh là lúc bình thường người ta niệm Phật, khi mà cặn tử nghiệp người ta niệm Phật thì Phật mới rước. Còn bây giờ mình không có biết niệm Phật cái gì hết chứ, người bệnh đau te tua mổ xẻ vậy nó đau đớn cỡ nào quý vị, rồi dây nhợ chuyền vào người nó đau đớn cỡ nào. Về tới đây rút ra thì chết queo, mà chắc chết sẵn rồi, chết trước rồi. Thì vị biết rằng thì bây giờ nói niệm Phật thì mong cho cháu nó được siêu thoát, nhờ cái công đức niệm Phật mà cầu cho nó siêu thoát. Trong 49 ngày này cố gắng gia đình tu phước tu duyên. Nghe nói mẹ ở đây tu 49 ngày. Nên những đức khuyên những người làm cha làm mẹ, con mình mà nó còn nhỏ nó mắc á, mình niệm Phật mình hồi hướng cho nó, chứ mình đừng có khóc than gì nó. Tại vì sinh con ra nuôi con khôn lớn, mà con đúng ra là báo hiếu cho cha mẹ, mà chưa báo hiếu cho cha mẹ được mà ra đi, phải chi mà nói gì quốc gia, gì đất nước, vì một việc thiện gì mà nó ra đi. Việc này không nói. Nhưng nếu ngoài đời nó sống không có thiện, nó tạo nghiệp trước mà nó ra đi mà còn đau đớn khóc than, thì giống như chắc chồng thêm cái tạo tội nghiệp nặng nề thêm cho nó, chứ không có được kết quả. Thì phải nhớ kỹ. Nên đến với nhau trong cuộc đời này bị sinh ly tử biệt, mỗi người chúng ta ai cũng sẽ phải trải qua. Gặp nhau gì, ngồi nhau gì, nói chuyện vui vẻ, khi ngủ một đêm như vậy ngày mai
báo tin thầy Đức chết. Nằm trong phòng, ngồi trên cái ghế, kêu kêu hoài, không nhúc nhích. Lỡ coi chết. Nằm trên cái ghế chết. Không. Báo tin cho cả đại chúng sửng sốt. Trời ơi, giỡn cái gì vậy? Hôm qua còn gì chạy vòng vòng chùa. Rồi tối đêm nay tập trung mấy cô họp chương trình khiếm thị. Sao sáng mai chết rồi? Ừ, chết chết. Muốn chết chết là chết sao? Họp là họp nhưng chết chết. Vậy thôi. Ai muốn chết là chết là chết. Thọ mạng đến là đi. Không có nói gì lưu liếng ở cõi đời này. Thấy không? Đó, nên đó. Xong rồi bắt đầu là nhiều người sống chung với nhau nói: tờ ông thầy lúc còn sống nhắc hoài mà mình không nghe lời, giờ ông thầy cũng chết. Thầy ơi, nếu thầy sống là thầy nhắc con nghe lời liền hả thầy? Mình là thường ưa vậy quý vị ơi, lúc còn sống nói không nghe, nhưng mà chết rồi mong cho thầy sống lại đi, thầy nói con nghe. Quý vị coi, thấy không? Nó nên nhiều đứa nhỏ nhỏ nó tạo thầy tôi chết, tôi nghiêu thầy tôi chết sớm. Mơ qua rồi thì chuyện chơi đây thầy trên quen của trẻ cỡ. Từ nơi đó con người nó vô thường lắm quý vị ơi. Đó, nên bản thân mọi người chúng ta phải được sự nhắc nhở đi. Hơn thua đấu đá tranh giành ở cõi đời này, những cái thứ đó là tạo tội nghiệp để mà cầm theo đi. Gặp vua Diêm Vương tính sổ. Nên có cái ông này ông giàu, thiệt là giàu, mà ông tạo tội nghiệp không à. Khi ông chết ông đọa xuống dưới âm phủ. Ông nói vua Diêm Vương rằng: ngài cho con sống lại đi, con đem tiền bạc xuống con xây cái nhà ngài lợi. Nhà cũ quá trời cũ. Rồi xong rồi vua Diêm Vương nói: à được nè, mi lại đây ngươi coi cái này nè, dẫn lại nghiệp cảnh đài cho nó coi. Nhìn vô nghiệp cảnh đài á, tại cái thời gian mà chết đi á, xuống với âm phủ quý vị, cái thời gian từ ở dưới dương gian tới âm phủ nó không gian nó không đồng. Tuy là mới xuống âm phủ chứ trên kia người ta dài lắm rồi à, nên nó dài dữ lắm. Thì ông lợi nghiệp cảnh đài, ông nhìn vô coi, Dương Dương cho ông coi. Coi thì thấy vợ của ông đi có chồng khác, con trai con gái thì hư hỏng ăn chơi, tiền bạc nó xài bánh chành đó. Còn vợ thì đem tiền nó cho trai. Ông coi xong ông gục đầu, ông ôm đầu ông khóc. Ông than thở, ông nói: tiền bạc bao nhiêu năm chờ, gom gom từng chung bây giờ giờ nó đem đi cho trai ăn cả chờ rồi. Rồi ông thấy cái cảnh mà vợ ông nó ăn nằm với cái thằng trai à, nằm với trai á, thì ổng mới nói nè: tao giết mày vợ ơi. Tức, thấy chưa? Rồi con trai con gái hư hỏng hút chích xì ke ma tí. Tiền bạc cả đời ghi cỡm tạo tội nghiệp mà có được tiền bạc. Nên nhà Đức từng nói câu á: uổng phí cho người tạo tội nghiệp để giàu sang, oan uổng cho họ. Vì trong mạng họ là giàu sang, mà họ đi tạo tội nghiệp để có tiền giàu sang. Cái người mà đã trong mạng không có tiền rồi, dù quý vị có thủ đoạn cũng nó không có tiền nữa. Không bao giờ cầm được tiền. Mà cái người cầm được tiền là do trong mạng có tiền, nhưng mà mình lại đi thủ đoạn để cầm tiền. Nên oan uổng tội nghiệp cho mình, tạo tội nghiệp để có tiền đi đọa tam đồ ác đạo. Nên chết rồi mong trở lại làm thiện, hối hận vô cùng. Xong vua Diêm Vương nó dẫn nó đi xử lý hành ngục. Thấy chưa? Nên cuộc đời mình mà còn sống vậy nè quý vị, cái việc tu phước tu duyên là cái cơ hội. Mình biết chùa chiền gì, cơ hội nó nhiều lắm. Nên có nhiều người á, họ không hiểu họ nói những đức gì. Thì ông làm này kia cũng ta gom góp tiền đưa cho ông làm. Những đức nói nếu những đức không đứng ra làm, ai làm? Nếu không có một người đứng ra, vậy lấy đâu để tập trung lại mà cùng làm? Nên cái gì cũng phải có người đứng chính đó quý vị à, nó mới làm được. Giống như hòa thượng ngày xây chùa cũng của thập phương cúng dường, nhưng mà không có hòa thượng đứng ra xây chùa thì thập phương bỏ vào đâu? Bỏ vào đâu bây giờ để xây ngôi chùa? Cái quan trọng là có người phát cái tâm á.
Mà người ta thì ta không hiểu. Cái quan trọng là cái người phát cái tâm đó, có người đó phát, rồi nó mới quy tụ được cái nhân duyên thù thắng. Nên á, mình bây giờ có cơ hội, những đức nói rằng là cả đời những đức là những đức sẽ nhiệt liệt cái việc mà tài thí pháp thí vô ý thí, những đức sẽ làm tới luôn, làm tới cùng luôn. Có tiền bạc vật chất, những đức nói là những đức sẽ làm pháp thí, những đức tặng khắp bốn phương luôn, làm càng ngày càng nhiều á. Tại vì mình biết rồi, một ngày nào mình chết đi mình có cầm theo được gì đâu quý vị. Rồi có tiền bạc tặng cho người ta xài, rủ người ta đến tặng cho người mù. Chương trình người mù này cứ làm hoài đi. Tại vì cái cơ hội mình đã tập trung được người ta, đâu phải dễ có cơ hội tập trung người ta như vậy đâu quý vị. Có khi mình có tiền mình cũng tập trung được người ta như vậy nữa. Nên bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta tập trung người ta lại để mình tu phước tu duyên từ những chúng sanh đó họ đang cạn. Nên có những người gặp Nhân Đức nói: thầy, thầy tặng tiền đại trà vậy, con thấy có nhiều người con thấy họ còn khỏe thầy, mà họ mang mắt kiến đen vô, họ giả bộ họ bị mù. Nhân Đức nói, Nhân Đức hỏi cô mà có điều kiện có cơm ăn áo bặn, cô có lấy mắt kiến đen đó cô mang vô để cô kiếm được mấy trăm ngàn đó không? Cũng là khổ te tua tả tơi, dù là còn khỏe nhưng cũng rất là khổ, nên mới làm vậy thôi. Chúng ta sáng mắt mà chúng ta lại có con mắt trí tuệ của Phật dạy, tại sao chúng ta không đi nhìn cái khác mà đi nhìn cái đó làm chi vậy quý vị? Đúng không? Đặt mình vào họ, mình sẽ không bao giờ làm điều đó nếu như thật sự mình có cuộc sống. Nó nên mỗi một người quý vị ơi, làm việc thiện thì cứ làm đi, đừng có bao giờ bận tâm nhiều thứ. Nếu như bản thân những đức mà bận tâm nhiều thứ thì chương trình kiếm thị này cũng không có làm được. Mấy cô mình cũng cực te tu, kiểu đi tặng tiền mà còn nhìn mặt, đi lỡ cho tiền người khiếm thị mà nhìn cái mặt nào khiếm thị, còn tháo mắt kiến ra coi có mắt nào mù thiệt mù già, nó săn si lên nó chọt một cái lòi con mắt mình lại luôn. Nó cho mày coi mắt tao, coi vậy nè con. Tao mù thiệt mù giả kệ tao, mày cho thì mày cho đi chứ mày còn coi mắt tao, cho nè con. Hiểu không? Có quả. Hiểu không? Chứ gặp nó mù nó không thấy đường, mà nó chọt bậy bạ, nó không chọt ngay mắt mà chọt ngay lỗ mũi. Hiểu không? Nên á, chương trình kiến thị mình vì sao nó quan hỷ chứ gì? Đưa tay thì có điều kiện thì tặng tiền, khỏi càng nhìn người ta là cái gì, người ta làm sao. Cuộc đời mình có cơ hội mình làm được thì mình làm đi. Những đức thấy rõ ràng làm không có thiếu một cách, làm không thiếu một cách, càng làm thì càng nhiều, rõ ràng luôn. Tại vì sao mà càng làm càng nhiều? Vì không nghĩ nhiều mà làm gì người ta thì nó nhiều. Trong Phật pháp á, mà cái thiện quý vị làm, mà cái thiện nó đến với quý vị lâu á, là do cái tâm quý vị cầu. Cái tâm cầu đó đó là nó là bị ngăn chặn cái thiện chạy đến mình. Nếu vô cầu mà làm gì người ta thì cái thiện chạy đến rất là nhanh. Khi quý vị mà vô cầu đó, cái đoạn đường của cái thiện mà chạy đến quý vị nó được dọn sạch hết trơn. Còn quý vị mà có cầu á, là cái đoạn đường á, mà cái thiện đi đến với quý vị nó bị ngăn từng đoạn nữa. Nên cái người càng cầu mà làm thiện thì cái thiện rất chậm đến. Còn cái người có nghiệp nặng cỡ nào nặng, nhưng khi vô cầu thì nó đến rất là nhanh. Từ tài thí đến cũng nhanh, pháp thí đến cũng nhanh, vô ý thí đến cũng nhanh. Chỉ cần niệm niệm gì người lợi ích cho người ta, thì chỉ cần vô cầu thì vô cùng là dễ cảm ứng. Hãy làm tặng đáy lòng mình đi. Nó, tặng đáy lòng mình đi. Nên có những người, người ta nghèo khổ te tua tả tơi trong cái dịp Tết này, không có tiền ăn Tết,
Đây là cái cơ hội chúng ta chia sẻ cho nhau nè. Cái người người ta đang cần nè, còn mình đi tìm chi? Người ta cần, người ta tìm đến mình nè là đủ duyên đó. Mình đưa lên chương trình, mình nói đây là chương trình khiếm thị khiếm tật. Đây là mình nêu lên chương trình mà người ta đến là người ta đang cần. Mà mình tặng được là tặng cho người đang cần. Cái này nó rất là đủ duyên. Còn có những người ta đi làm thiện, người ta phải đi đầu này, đầu kia, đầu nọ. Đi đầu sọ tùm lum. Nên nó rất là nhiều việc xảy ra phiền phức. Còn cái này là người ta tự nhiên người ta đi đến đây là rất đủ duyên. Còn mình là nghe chương trình, mình đến mình tặng cho người ta là rất đủ duyên. Cái duyên này cứ làm đi. Có tiền gỡ ngân hàng đồ gỡ ra đem xuống, rút ghe đổi tặng cho họ hết đi. Rồi Tết về ăn cơm khóc. Xin thưa quý vị chứ, những đức mà làm mấy cái việc này giết rồi đúng là kinh nghiệm cứng mình. Quý vị chỉ cần vô cầu đi, quý vị sẽ thấy. Qua Tết khiếm thị nữa. Qua Tết trong tháng giêng khiếm thị nữa. Làm tớ luôn. Chết tớ bây giờ. Không làm, đợi chừng nào làm. Người ta 23 tuổi, người ta chết queo rồi kìa. Này 43 tuổi cũng ngáp ngáp rồi. Sắp chết tới nơi rồi. Nên người ta ngoài đời, người ta hát cái bài hát Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Mình ở trong chùa mình hát Chết 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 đến rồi. Chết 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 đến rồi. Đó. Người ta thì mừng Tết đến, của mình thì mừng chết đến rồi. Nhắc nhở mình chết chết đến rồi đến chi, bản thân mình hiền nè. Phát tâm làm thiện nè, phát tâm niệm Phật nè, phát tâm hướng thiện nè. Không buồn giận hay để trong tâm này, vì chết sắp đến rồi. Vì điều con người hiền hậu, hiếu với cha mẹ. Chết sắp đến rồi phải hiếu với cha mẹ. Hòa thuận với vợ chồng, chết sắp đến rồi. Cái chết sắp đến rồi. Thấy không? Nghe nhớ nghe. Sanh già bệnh chết ai cũng chạy qua, chứ không ai thoát đâu. Chạy chờ cũng không khỏi nắng. Đó. Chạy đường nào mà thoát. Hồi sáng gặp một cái cô đó có nói một câu. Cái gia đình kế bên giàu thiệt là giàu mà chồng còn trẻ. Chạy xe tự nhiên đang chạy xe vậy á, thắng xe lại, cái đầu gục vô cái xe, té ra cái rầm. Người ta chạy lại, mình mày lạnh ngắt chở đi bệnh viện, chưa tới bệnh viện chết queo. Đột quỵ chết bất đắc kỳ tử. Mà bây giờ chết chỗ này nhiều lắm các quý vị. Chết chỗ này nhiều lắm. Thì biết đột quỵ là chết chỗ gì không? Nếu nói gì trong Phật Pháp á, mình hiểu á. Còn người ta thì ta nói theo khoa học kệ người ta. Còn mình nói theo trong Phật Pháp là thọ mạng người này đến. Mình đang chạy xe vậy đó, quỷ sứ nó lại nó chụp cổ mình, nó bóp họng ngang cái chết queo, rồi dẫn đi vậy thôi. Đó, đột quỵ chết là vậy đó. Bằng đêm đang ngủ với vợ với chồng thì tự nhiên nằm tự nhiên chết queo. Đó toàn là bắt đắc kỳ tử, rồi quỷ sứ bắt đi đó. Chết đó là chết đỏ hết trơn đấy vị. Nên bản thân mỗi người khi lúc mà tu thiện tu phước tu duyên được, cố gắng mà tu, nhiệt liệt mà tu lên. Bởi vì bây giờ tôi hiểu rồi, tôi làm tớ luôn. Chưa tới lễ viếng quan âm mà đã đặt 50.000 cái máy niệm Phật rồi đó. Để tặng lễ viếng quan âm. Đợt này 50.000 người đến nè tại quan âm. Tại Tùng Lâm thì 50.000 người cũng được. Cứng người ta hết chứ có gì đâu. Nhà vệ sinh biết đi đâu. Lúc đó mình đặt khoảng cỡ 1.000 cái bô, mình để mấy chữ cho lịch sự chút: câu lạc bộ nhà vệ sinh giả chiến. Đúng không?
Mình làm một cái màn thiệt là dài, mình làm cái màn thiệt là dài, mình đi một cái đường cống, cái đường mà nước á nó chảy đi được, rồi trong đó mình để 1.000-2.000 cái bôi trong đó, mình để là câu lạc bộ nhà vệ sinh giả chiến. Bước vô một cái mà đa phần nữ nhiều quý vị, nên bước vô một cái thì nữ thì ẹp xuống một cái, vô cái bô thôi thì đổ vô cái đường nước đó thì nó chảy sẽ đi vậy thôi, mau nhất luôn. Nhà vệ sinh giả chiến đó mở ra cũng mau mà dọn cũng mau, thấy không? Mọi người vô là có cái bô thôi, vậy đó. Gọi là nhà vệ sinh công cộng, giống như công ty một thành viên. 50.000 người không đơn giản đâu quý vị, đó, đông dữ lắm á, chứ không giỡn đâu. Như năm xưa đồ lễ viếng Quan Âm mà nói 50.000 người, Như Đức nói chắc chắn không phải. Khi sau này Như Đức tổ chức, Như Đức mới biết mình cái số lượng mà nó nằm dạng 20.000 người, hai mấy ngàn người là chắc chắc mẻm luôn. Tại vì sao? Tính rất là kỹ. Còn ngày xưa chắc chắn không phải số lượng đó. Cái bây giờ Như Đức tổ chức, Như Đức mới biết không phải số lượng đó. Nếu số lượng mà 50.000 người, Như Đức nói bảo đảm với quý vị biết, cả chùa mới và Đại Tùng Lâm hoàn toàn người ta chen chân không lọt. 50.000 người là chen chân không lọt luôn, không còn chỗ nào mà chống được hết trơn. Còn năm xưa thì còn nhiều chỗ nó còn sầm phức lắm, thì không bao giờ có cái chuyện cái số lượng mà 50.000 người là không bao giờ có, chắc chắn quý vị. Cao lắm Những Đức cho 20.000 người là dữ lắm. Tại vì sau này Những Đức tổ chức chương trình này, Những Đức mới nắm được, mới biết. Nên từ nơi đó mà số lượng 50.000 người nhiều lắm quý vị, không hết đâu, nhiều lắm. Nhưng cái lễ viếng Quan Âm mình sẽ tăng lên số lượng đó đó quý vị, nó đông vậy đó. Tại sao Những Đức á, chịu đầu tư cái chuyện mà mấy nghe pháp mấy niệm Phật tặng. Cái này là cái cách mà người ta cảm thấy vui lắm quý vị. Tại vì người ta về chùa người ta lại Quan Âm, mà chuyến này có 1.000 lại khỏe lắm. 19 tháng 2 có 1.000 lại ngay ngày 18-19, 2 ngày. Mà thêm cái chương trình đặc biệt của lễ viếng Quan Âm đợt này nè, là buổi sáng chúng ta sẽ có một cái pháp hội lễ vía Di Đà. Đặc biệt, nghĩa là buổi sáng một cái chương trình lễ vía Di Đà, buổi chiều lễ vía Quan Âm. Hai ngày mà mình tổ chức vậy thì nó quá xứng đáng. Nếu như chỉ có chiều lại 500 danh hiệu, bữa sau 500 danh hiệu, còn ngày đó thì giảng pháp sơ sơ đồ này kia thì nó ổn quá. Nên mình thêm cái buổi sáng nữa, bài ra y rang là cái lễ vía Di Đà vậy đó. Rồi mình giảng pháp xong mình niệm địa chung, mình lễ Phật 45 phút để một cái pháp hội lễ vía Di Đà, chiều lễ vía Quan Âm. Hai ngày vừa khỏe nè, vừa tu được ngon lành, chỉ có 1.000 lại Quan Âm phải re. Cái chương trình kỳ này là thôi, cái chương trình này là chương trình số 1 nữa, trình đặc sắc. Mà cái bữa mà lễ cuối cùng rồi đó nghe, mà tặng mọi người chiếc máy niệm Phật, mà chiếc máy niệm Phật làm kỳ này thôi, nó đẹp mà không tưởng tượng được cái máy kia này. Như Đức làm xung quanh là một cái màu viền vàng 24, mà nó vẽ thêm cái hoa văn của cái máy niệm Phật, đẹp lắm. Cái máy niệm Phật cái này thôi, đeo một cái thôi nó xịn sò, đừng có nói nữa. Quá xịn. Thì chờ đi 19 tháng 2 nghe không? 18, 19, 2 ngày đó lễ viếng Quan Âm đó. Từ bây giờ là lễ viếng Quan Âm là thường 18, 19, 18, 19, 18, 19, cứ 18, 19 là tổ chức vậy đó. 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 vậy đó. Nên quý vị biết rằng Những Đức đã xác định này, cuộc đời của người mấy chục năm ngắn ngủi, vị ơi, cố gắng lên. Nên những người mà biết Những Đức, những vị trưởng đoàn đồ nỗ lực lên, có ông thầy mà ông nhiệt liệt, ông làm, ông hướng dẫn tu, mà ông tu chung với mình, thuyết pháp khô hơ cạn tiếng ho, ói máu cục ra, mà ông giảng giảng pháp mà ho máu ọc ọc ra, cầm thêm cái khăn mà không.
giảng pháp mà ói máu cục cục mà giảng kịch liệt luôn, giảng một chút cái không? Gặp ông thầy vậy quý vị nghĩ đi, vị phải nhiệt tình chứ. Nhiệt tình mình tu phước tu duyên để đời mình này mình về cực lạc quý vị. Giải đãi uổng lắm quý vị ơi. Tại vì lấy quay là sanh già bệnh chết đến bây giờ. Chưa già nó cũng chết, 23 tuổi chết rồi đó. Tại sao không nhắc mình đi? Sao không nhắc mình tinh tấn thêm? Rồi nghe những công đoạn này nhắc mình tinh tấn thêm. Cái bà mà lanh lanh hỗn ẩu á, hiền đi tôi cắt cái mỏ bà. Mấy cái bà mà lanh hung dữ, chữ chồng, chữ cha, chữ mẹ. Mấy cái ông mà nhậu nhẹt vô chữ vợ, chữ con. Cắt cái mỏ. Tôi phái ông thằng đen thùi lùi, đen thui thùi lùi đến xử lý mấy người luôn. Bây giờ ấn đâu, nghe không? Hiền đi, hung dữ chết bây giờ. Chết mà le lử ra chết. Hung dữ đi, bạo ngược hỗn ẩu đi. Chết bất đắc kỳ tử. Sống nổi đâu. Trong cái thời cuộc này á, ma tà quỷ quái bao bay xung quanh đầy đó. Hơ hám đồ á, độc dược đồ nó bao phủ đầy hết rồi đó. Quán khí đầy. Quý vị mà hung dữ là nó chiêu cảm cái loại đó đến với mình mau lắm. Ngày xưa quả báo thì lâu, mà đời nay quả báo một giây nhận tiền gì. Cái quán khí nó nhiều quá, nó bao phủ rồi. Quý vị chỉ cần vừa cảm thì nó ứng liền với quý vị à. Còn mình phải cảm với Phật thì nó mới quá giải quán khí. Quý vị mà hung bạo hung sùng dữ dằn, nên tôi báo tin cho mấy cái người mà ăn nhậu bê tha, chữ vợ chữ con hung dữ, chữ cha mắt mẹ, biết là quay đầu là bờ đó. Nó chết, nó té xuống sông, xuống suối. Chết bất đắc kỳ tử. Mấy cái bà mà hung dữ, chữ vợ chồng, coi chồng như con ghẻ. Bữa đó kể câu chuyện, bữa đó có cái bà đó đó, bà quýnh chồng như con ghẻ vậy đó. Bữa đó mấy cô có nghe kể câu chuyện đó không? Cái bà này bà kinh khủng luôn, ông chồng lại kể. Chồng bà nói chuyện này kia, bà bắt chồng nằm cúi xuống. Bà kêu ổng tuột quần ra. Tuột quần ra xong, bà cầm cây bà quýnh vô cái đít. Quýnh 20 cây. Quýnh xong này quỳ lên, bắt này quỳ lên, phanh tay lại. Bà nói rằng, từ hôm nay mà nói không nghe, là kỳ sau quýnh 30 hèo. Hơn là quýnh con đó. Coi chồng như con ghẻ, quýnh kinh khủng. Bây giờ ông lợi ông tu, ông ngồi không được, phải quýnh 20 cây ngồi không được. Xưng cái đít lên. Kinh khủng chưa? Đàn bà mà hung dữ kiểu đó, coi chừng ông thằng đen thui thù lùi lợi xử lý mấy bà luôn cho mấy bà biết. Quá hung dữ mà nó. Rồi ra chợ một cái là cái miệng lép xép chữ sùm. Nhất là mấy cái bà mà đi vô chùa mà nhiều chuyện nhiều điều ha. Có ngày tự nhiên găng nó rớt xuống hết cho mà biết. Tại vì sao vô chùa mà không chịu lo niệm Phật mà nhiều chuyện nhiều điều nó là tiêu đó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó không quý vị ơi, gặp ngôi chùa mà tu hành nó có nhiều cảm ứng lắm quý vị. Nhiều cảm ứng lắm. 100% luôn. Cái thằng này nó lỡ nó nói những đức nghe xin sám hối. Đi lại chùa, nhà vệ sinh hơi trễ, bước lại cái gốc cây tiểu, về sưng chù dù. Sưng chù dù luôn. Lỡ gặp nhân đức nó dạ nó mô vô Phật xin sám hối thầy ơi thầy. Con lại chùa mà con tiểu tầm bậy, bây giờ tiểu hết được luôn, sưng chù dù luôn. Kinh khủng không? Đừng có nói vô chùa tiểu tầm bậy tầm bạ, gặp cái ngôi chùa tu hành nhiều, hương linh đồ đa dạng ta tu hành. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Kìa cái bà kia kìa, cái bữa lễ với Di Đà lấy 2 cái đèn bông sen, trong khi người ta 1 cái không có, vớt 3 cái, dư 2 cái. Cuối cùng quý vị biết, về ngủ bằng đêm, về ngủ bằng đêm, có một người đến nói: tham chi mà tham dữ vậy? Nhiều người không có quán than,
Có một cái rồi mà lấy thêm hai cái. Vừa nói một câu xong sáng mai bà sốt nằm một chỗ. Ghê chưa? Ta người ta trách đó quý vị. Đó, không phải đơn giản đó quý vị ơi. Tại vì cái tâm của mình á, mình hướng dẫn người ta tu mình quá nhiệt tình. Nên một phần là mình có là mình được dữ lắm rồi. Đây là cái lọc của chùa. Mà tham lấy thêm hai cái nữa. Không phải ai cũng vậy mà có người vậy bị người kia. Đem lại trả và xin sám hối quỳ lại quá trời. Như Đức kêu lại Phật đi. Từ hôm nay sửa đổi lỗi làm đừng có làm gì nữa. Tại vì đông người mà nhà chùa đặt mấy chục ngàn cái tặng. Mỗi người cái người ta được người ta mừng quá trời mà dám tham lấy thêm hai cái. Kinh khủng không? Nên 25 tháng giêng Tết, 25 cộng tu cuối năm, gạo tặng nè, bố trí. Vụ chánh điện là điếm bao nhiêu phần để anh đóng, ở bên kia bao nhiêu phần để anh đóng, bên đây bao nhiêu phần để anh đóng, chia ra 3-4 ban, 1-2-3 đứng lên tặng, ngồi im tại chỗ, chứ không có được nhào vô, thấy không? Thì đó mới là cái lọc chùa, mà nhận như vậy thì phước lọc lớn dữ lắm. Tại vì cái lọc của chùa tặng phước lọc lớn. Cái lọc của chùa nó không có đơn giản đó quý vị ơi. Cái cô kia được nhận cây mai đem về. Đi về nhà cái tự nhiên ông chồng nói nhà chùa tặng cây mai, chùa mà tặng cây mai. Hồi xưa giờ tôi nghe nói mai đem vô chùa chứ làm gì chùa mà cầm mai đem về. Tự nhiên biết sanh tâm quan hỷ quá trời. Ông nói với bà ông nói nhà chùa mà đối xử với nhà mình vậy. Thôi từ hôm nay tôi nghỉ nhậu nhẹt rồi. Tôi sống cho nó đàng hoàng. Vợ mừng quá trời mừng luôn. Cái lọc của chùa nó không có đơn giản quý vị ơi. Người ta mới nói cái lọc của chùa là người ta đến đúng đắn kìa. Chứ ngoài ra cái lọc mà bay vô mà chụp lia cái này lọc này nguy hiểm. Hiểu không? Nên tất cả những việc đã qua thì xí xóa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay phải đâu vào đó nghiêm túc đàng hoàng. Để trở thành một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Nó nhà chùa mà tặng là cái món quà thù thắng lắm. Dù là một trái chuối, một cọng rau của người ta đem vô cúng, nhưng mà đã đem vô chùa, cúng cho chùa là đây là của Tam Bảo. Mà của Tam Bảo mà tặng với vị đem về nhà ăn á, cái lọc của chùa đó quý vị. Nó chuyển hóa người thân gia đình từ từ đó. Cái chuyện giỡn đâu nghe. Nhất là cái tâm quyết mà tặng chân thành á, đặc biệt lắm. Có nhiều cái cảm ứng từ cái máy niệm Phật, cái máy nghe Pháp như Đức tặng những ngày lễ lắm. Giờ mà kể ra thì thôi không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Sao mà kể hết được. Chỉ là nhà chùa tặng thôi. Một cái máy niệm Phật bình thường như người ta mà lạ lắm, nó không phải đơn giản. Thôi đừng có nói nữa. Nên gần Tết gì nè, mình đi về quê thăm ông bà cha mẹ, đặt số đèn bông sen, số máy nghe Pháp, máy niệm Phật, đem về cho ông bà tổ tiên ở phương xa, ngoài Bắc, miền ngoài đồ, tặng người ta món quà này có khi giúp cho người ta hết khổ. Người nếu người ta chưa từng biết niệm Phật thì tặng cái máy nghe Pháp á. Tặng cái máy nghe Pháp, còn cái đèn bông sen để bàn thờ mà để được. Còn cái máy nghe Pháp người ta nghe người ta mới niệm Phật, nghe không? Chứ bây giờ người ta chưa biết niệm Phật mà đưa cái máy niệm Phật, người ta không có nghe niệm đâu. Phải cho người ta nghe Pháp, người ta hiểu được rồi người ta mới niệm Phật. Nên quý vị khắp nơi nơi nhớ, mình phải đem Phật Pháp hoàn truyền, dùng đa dạng phương tiện hoàn truyền. Như hồi sáng có mấy chị em ở Cà Mau đó, mà đi lên đây với thêm người chồng là 4 người. Lên đây cúng dường xong rồi nghe, đặt máy niệm Phật, rồi máy nghe Pháp, đèn bông sen, đặt quá trời giác gì Cà Mau, để mà tặng cho những người dưới Cà Mau đó. Cái tâm người ta chân thành vậy. Quý vị biết rằng cái tài thí pháp thí vô ý thí thì Đức làm, Đức cảm ứng lắm. Nên qua Tết đủ duyên là chương trình khiếm thị tiếp tục. Cứ là làm mấy cái việc thiện nguyện đi. Những người nghèo khổ mình làm chương trình này hoài đi. Cả đời mình cỡ nào cỡ nó cũng ảnh hưởng quý vị. Giúp cho những người này biết Phật Pháp, biết tu. Quý vị ơi, mình biết nghe Pháp, biết niệm Phật là cái phước mình lớn dữ lắm rồi. Nhiều người trong cuộc đời này khổ đau mà đâu có biết cái gì đâu quý vị. Nó bây giờ nhiều người Tết nhất tới mà người ta thất nghiệp tùm lum kìa. Năm nay ăn Tết nè, buồn lắm nè.
Tết mà không có tiền nó buồn lắm quý vị ơi. Mình ở trong chùa mình không có cần tiền bạc mình xài thì có người lo, nên mình không có sao, chứ ngoài đời mà không có tiền không biết sống sao nữa. Mua thèo lèo cũng tiền, mua bông cũng tiền, mua trái cây cũng tiền, mua đồ cũng tiền, mua quần đùi cũng tiền, mua dép cũng tiền, mua giày cũng tiền, mua dây chuyền cũng tiền. Mua cái gì mà không tiền? Quý vị coi, không có tiền mua được cái gì? Không có tiền mua được cái gì quý vị? Nó bây giờ Tết nhất cái gì cũng muốn mua đồ mới mà không có tiền sao mà mua? Cái quần đây mà nó cũ quá trời, dù ở trong nhưng mà cũng phải mua. Không có tiền lấy gì mua, hiểu không? Cái áo dù ở trong cũ cũng phải mua, Tết nhất mà cũng phải có thay đổi xi mi một chút. Không có tiền lấy ra mua quý vị? Không có tiền là khổ lắm Tết nhất. Nên người tâm trạng người ta buồn, nó tạo thành một cái từ trường không tốt, nó nặng nề. Nên cái dịp Tết này nè, trước Tết này bệnh nè, bệnh đến nè, ho hen cảm xúc te tua nè, thấy chưa? Chúng ta cũng cộng nghiệp hết dân đó. Nó nói là sanh già bệnh chết ai cũng trải qua, bản thân chúng ta đã thấy rõ ràng bệnh nè. Quý vị biết ở đây là trong khu công nghiệp, sống quanh năm suốt tháng ở trong đây, nếu ở đây mà không tu ở đây sống không nổi đâu. Nó thiệt chứ gì biết không, đơn giản cái nguồn nước ở đây nó hoàn toàn ở trong khu công nghiệp không. Nếu ở đây mà không tu làm sao được nước sạch gì? Ở đây mà người mà không tu sao mà đẹp gì? Rõ ràng. Nhưng mà đạo hồi xưa mà bà mới vô chùa, bà ngồi ngay chăng cái chỗ cái hồ cá thị tạ, mà nhà Đức mới nhìn, nhà Đức tưởng đâu cái bà này ở bệnh viện tâm thần mới vô. Mà không ngờ ngày qua ngày bà tu ở đây, mới đây cũng mấy năm mà của đạo, 3 năm hả, 7 năm. Bà tu 7 năm mà bữa nay bà đẹp còn hơn hoa hậu Kim Tho mà. Kim Tho mà lặng nào vô, đi vòng vòng chơi mà gặp bà đạo là bà Kim Tho tránh qua bên. Sắc đẹp gì đâu mà tu hành, chứ mà đẹp gì đâu mà nó quá trời đẹp. Mỗi lần mà mấy con gái mấy con rùa dưới hồ mà nó lội lên định ăn rau muống, mà nó lội lên nó gặp bà đạo lặn, sắc đẹp mà nó kinh khủng. Ngày 15 mà trăng đang sáng, người kêu tôi bà đạo, bà đừng có ra ngoài giùm tôi, để cho trăng gọi cả khu chùa nó sáng sủa. Bữa đó bà quên, bà bước ra ngoài sân, bà xá Phật, vừa bước ra một cái mặt trăng lặn vô mây luôn. Nguyệt thẹn cái vị, gì quá đẹp, nguyệt thẹn. Mà qua giấy trong chùa ta nở rộn ràng, nó tôi lại bà đạo, bà đừng có đi vòng vòng cái giường bông giấy giùm tôi cái, để Tết hôm nay bông giấy nó chỗ bông cho đẹp. Bây giờ bà đi vòng vòng hoa nhường, nó không dám nở bông luôn. Niệm Phật giết mà đẹp vậy đâu mà đẹp kinh khủng tí luôn. Tại sao mà nói bà đạo không nói với người khác gì? Bà đạo ngày xưa bà quá xấu, mà bây giờ bà quá đẹp vậy thì người ta mới nêu lên. Còn những cô khác thì chung chung hết trơn thì không có nêu lên. Như những đứa thường nói, tại sao những đứa cứ nói những đứa hoài? Tại vì ngày xưa những đứa quá xấu, nó hô gì đâu mà nó hô dã man mà. Mỗi lần mà đi ngang mặt con gái người ta mà không có dám làm gì mà nó đụng vô mặt con đâu hoài. Mỏ quá nhỏ, mà tu niệm Phật giết mà tôi mỏ bớt lại. Giờ mà giết mà thấy còn phong độ. Đó. Nên nên cái công đức niệm Phật thù thắng đó quý vị ơi. Quý chí giảng sanh về cực lạc quý vị à. Đời này phải về cực lạc nghe. Chúng ta phải hẹn gặp ở cực lạc quý vị ơi.
Những cái buồn giận hận trách gì buông xuống đi, vì mục tiêu mình là về cực lạc quý vị à. Ông cái từ trường này đặc biệt lắm quý vị, từ trường nó tuyệt vời lắm nghe. Đức Phật dạy sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Mỗi một con người chúng ta hiện hữu ở cõi này, không ai tránh được cái này, ai cũng phải đi qua. Giàu nghèo đẹp xấu, lùng lé hô súng gì cũng phải dính đó. Nên mỗi một người chúng ta nghe đạo được sự nhắc nhở, để chúng ta biết được cái vô thường đến với mình bất chợt. Nhớ hôm nào trẻ, nhiều người đã bước qua tuổi già. Những đức hồi đó xa gia đình mười mấy tuổi, giờ 43 tuổi. Con người đi đến tuổi già, lây quay 50 tuổi, 60 tuổi, chết. Nghĩa là chúng ta bây giờ còn trẻ, nó cũng bệnh lai rai để nhắc nhở mình rồi nè. Tôi thấy từ khi mà dịch bệnh tới giờ là bệnh đau xuyên suốt, bệnh càng ngày càng nhiều. Và chúng ta sống trên quả địa cầu này càng ngày càng khổ. Nên Đức Phật nhắc nhở là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. Nhưng chúng ta sống trong cõi đời này, cái sức khỏe hiếm hoi lắm. Tại vì ăn đắng uống độc mà, sao có sức khỏe được. Người nào cũng bệnh lề rề, chứ là chúng ta sống trong bệnh luôn, sống với bạn bệnh. Rồi để cho chúng ta nhắc nhở mình nhận thức cái cõi đời này khổ, rồi để mình muốn sanh về cái quốc độ không có bệnh, đó là thế giới cực lạc. Nên sanh già bệnh chết ai cũng trải qua. Cũng như thanh niên 23 tuổi này cũng trẻ, 23 tuổi là trẻ, chết rồi. Mà đưa vô bệnh viện còn nước còn tát. Khi có người mà thọ mạng đến, dù cho là qua đà tái thế giờ cứu cũng được. Khi thọ mạng đã đến là chịu thua, qua đà tái thế cứu không được. Nên mỗi người chúng ta phải nhận thức sâu sắc. Có nhiều người người ta nghĩ rằng nhà nghèo, mà xưa ba mẹ tôi nghèo, bệnh đau không có thuốc, không có tiền mua thuốc uống, ông bà chết. Chứ gặp mà tiền bạc nhiều như bây giờ, ông bà đâu có chết đâu. Nghĩ là tội nghiệp ông bà cha mẹ thôi. Quý vị nói gì, quý vị nên suy nghĩ cho thiệt mở rộng ra. Nhiều cái quốc gia trên thế giới này thuốc men nó còn tiên tiến hơn mình, cũng chết tá lả âm binh. Nhiều gia đình giàu thiệt giàu cũng chết. Nhiều ông vua trong cái cõi này, ông là vua mà thuốc gì không có, thằng y đồ, người chị bệnh giỏi đồ đến lo cho ông, mỗi ngày nhăn xăm đồ tẩm bổ quá trời. Bởi vì coi lịch sử có nhiều ông vua ông chết còn trẻ lắm, tuổi nhỏ đã chết queo. Nên khi tọ mạng con người đến lúc chết là phải chết. Nhưng mà sống trong cõi này có thể giảm thọ và tăng thọ. Nếu như mình tu phước tu duyên á thì tăng thọ, còn mình làm cho tổn phước tổn duyên thì nó hạ xuống tuổi thọ, chết yểu. Ví dụ như người này có thể sống 52 tuổi như Liễu Phàm, mà khi ông nghe đạo ông tu nhân tích đức thì ông sống tới 72 tuổi. Còn nếu như người này mà 52 tuổi chết mà còn sát sanh hại vật nữa thì 42 tuổi chết, hoặc là 32 tuổi chết. Như cái chú nhỏ này 23 tuổi chết, tấm hình nó rửa nhìn cũng đẹp trai ngon lành, bạn bè đồ gia đình cũng có điều kiện, mập nặng lắm. Sớm mấy chú mà tắm xong mà ông ginh không nổi, 9 mấy ký. Mà khi có người ta còn sống 9 mấy ký, chứ khi chết rồi mình ginh còn nặng hơn. Thì vì để ý cái người mà người ta xỉu đi, mình ginh người ta khó.
Nhưng khi còn khỏe mình kinh nó chạy dù dù, tại nó còn khỏe, nó thở lên thở xuống, nó dễ dùng, mình bưng nó dễ. Còn nó mà xỉu rồi đó thì nó quật quà quật quại, mình bưng không được. Bưng tay chân quật quại, bưng nó lọt đâu này đâu kia, mình dở lên nó lọt tay mình. Còn khi mình còn khỏe thì mình bưng người ta, mình ẵm ta đi đi thì người ta còn thở, ta gồng xương sống tụi lên chịu với mình. Còn khi ta chết rồi đâu có gì đâu chịu, nên mình ẵm ta khó. Nên cái người khi mắc mình ghinh ta nặng. Như cái chú này ngày mai mấy cô không có ghinh được, để cho toàn bộ mấy chú bưng quan tài. Ví dụ như cỡ ngoại liên niệm rồi thì bưng được. Mấy bà cụ này đồ này bưng được. Chứ thanh niên này quá nặng quý vị ơi. Cho mấy cô bưng để mấy bưng không nổi, mà buông xuống một cái rầm một cái lọt ra ra thấy đau lòng lắm quý vị. Nghe không? Nè, lọt ra mà nó nằm đó mà nó làm này. Nhìn mấy cô chăn chăn luôn, mấy cô biết. Bưng tôi mà làm tôi gớt té. Còn trẻ người ta linh lắm, còn trẻ. Nên 23 tuổi thôi mắc là thấy chưa, cái cuộc đời vô thường chưa. Sanh già bệnh chết mà ai cũng trải qua. Khi hiểu được nguyên lý đó rồi, con người mình nó hiền lại quý vị ơi, hiền lại. Người mà hung dữ mà nghe Phật pháp nhân quả chứ thấy người ta chết chứ cũng hiền. Hiền. Nên mình càng nghe Phật pháp thì mình hiền đi, chứ mình đỡ buồn giận người khác để trong tâm. Bây giờ mình buồn giận người ta để trong tâm nên mình chết nó thành đại thù đại hận đến với nhau, ghê lắm. Nên chùa mình cứ người ta mắc hoài, mỗi một người mắc là những đứa có một bài pháp. Từ nơi đó mà nhắc nhở người trong chùa, nhắc nhở luôn người ngoài đời. Mà mấy cái bài pháp mà người ta mắc khi mấy chục ngàn người coi không nghe. Nên mỗi một người mắc là có một bài pháp, có cái đám tang. Nên để nhắc nhở con người chúng ta vô thường, lây quay tới mình bây giờ. Vì thế đủ thứ cái dạng người chết. 23 tuổi thôi, gia đình có một thằng con trai, một bệnh đau đưa vô bệnh viện, còn nước còn tát. Bây giờ người ta trị bệnh theo cái cách trị bệnh người ta khoa học, người ta phải trị thôi. Nghe mấy chú nói mổ ở trên đây, lấy nguyên cái não hay gì xuống hấp. Rồi xong rồi khi mắc rồi cầm về. Nên từ nơi đó mà mai là cái đầu nó phía sau dẹp lép. Còn nhiều điểm mổ để mà đút dây. Khi mà chú mập vậy thì hộ niệm xong hai mấy tiếng quý vị. Khi tắm nó theo mấy cái đường đó nó ra. Nó không đơn giản đâu nghe không? Thân tứ đại rã rời. Đúng không? Rồi cha mẹ nhìn con mình có hai mấy tuổi mà ra đi. Giờ tài sản sự nghiệp gì vậy? Nên hồi sáng nhìn đức khuyên 49 ngày này cố gắng tu phước tu duyên để hồi hướng giúp cho chú siêu thoát. Đó mới là tình thương. Tình thương chân thật. Có 23 tuổi mắc mà nằm trong bệnh viện chết, bị mổ xẻ tùm lum. Đây cũng là một cái nghiệp duyên sát sanh hại vật. Đời này nhiều đời nhiều kiếp nên vắng số. Được cái duyên cũng Phật tử đi đến đây tu. Rồi mẹ cũng đến đây tu. Ba cũng có đến, chú cũng có đến đây cộng tu nữa. Có đến đây cộng tu. Hồi lúc trước, mẹ kể, nó hư lắm, ăn chơi. Xong ngay cái bữa đó buổi chiều, nhà Đức nói chuyện, người kêu lại, nhà Đức nói một chập. Nghe nhà Đức nói chuyện mạnh mẽ, nó cũng thích nhà Đức lắm nghe. Xong nó chịu vô đây ở cộng tu một thời gian. Xong rồi về bạn bè tiếp tục rủ ăn chơi nữa. Rồi
Tự nhiên sao nghe thấy gia đình lên nói gần chết, nó cũng kinh ngạc ghê chà. Khỏe như voi mà nó bự con lắm. Đúng không? Quý vị thấy con người muốn chết là chết, là thấy chưa? Thôi chúc quý vị an lạc. Ai về đầu vào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.